Anh máy của anh cũng đều. Bộ Beethoven thì là có cây đàn ly ở trên biểu tượng và một con ở trên là có một con như con bướm. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Ra. Quay lại luôn đi bốn anh em mình. Đây để quay nốt cái này cho sư phụ. Anh cứ chụp qua đây trước đi. Còn đây là mộ của ngài Mozart ngay cạnh luôn đấy ạ. Mộ của cụ Mozart thì lại rất lãng mạn. Đây. Nhạc sĩ Mozart đây. Nhưng mà rất hay ở trên lại có một nàng thiếu nữ. Mozart này thì lại ngay trên để vợ trên đấy, ôm đàn lia. Như là một nàng tiên nhỉ. Như là một thiên thần. Chụp thấy thấy cả mộ nhá. Kiểu bộ cũng có ra là rất là lãng mạn. Việt Nam style. Anh Chính ơi. Anh quay giúp em đang quay, anh quay giúp cho em tiếp để em quay. Và em tiếp tục nha. Nào cắm đi, cắm cụ chính. Anh Khoa cắm hoa cho nhạc sĩ thiên tài Mozart hôm nay đến thăm. Đây. Gửi lời chào của sư phụ Thắng. Đây, gửi lời chào sư phụ.